linh lớn tuổi ngơ tu cửa Phật, chân lý chân tài hấu chân tâm, ánh sáng Phật soi như vầng tháng, lập chí kiên cường cứu thế dân. Vạn dặm đường xa nào khó quản, nghìn trùng chắc trở chẳng từ nào. Mọi lẽ thế gian thu tầm mắt, nhưng chúng dân huyết lệ ngứa chàng. Giang cánh rộng trải dài muôn bề, hôn ốc vỗ về khắp núi sông. Thuận lòng dân lên ngôi hoàng đế, tạo lập yên vui nước thái bình. Vì nước mạnh thế như dòng hồ, vì phồn vinh con cháu muôn đời. Tầm nhìn xa vượt ngoài kim cổ, rời đô Hoa Lư về Đại La. Thăng Long trường cửu, vận nước dài lâu, Giang Sơn muôn thuở vững bền. Thời gian từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, cuộc nội chiến giữa Chu Trịnh ở đàng ngoài với Chu Nghĩa ở đàng trong gây ra nhiều biến động xã hội sâu sắc. Trong bối cảnh đó, ở vùng đất Tây Sơn thuộc đàng trong xuất hiện những hào kiệt có khả năng xoay chuyển thế cục đất nước, đó là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Các con, ngày mai cha sẽ đưa các con đến nhà thầy Trương Văn Hiến để học đạo. Các con hãy chuẩn bị dần đi. Cha, thầy Trương Văn Hiến là người như thế nào? Thầy Trương Văn Hiến là môn khách của Trương Văn Hạnh, mà Trương Văn Hạnh đại nhân là thầy dạy của công tử Nguyễn Phúc Loan đấy. Khi chúa Nguyễn Phúc khoát mất, nguyên thần Trương Phúc Loan đã bắt giam công tử Loan, sau đó giết chết Trương Văn Hạnh. Khi ấy Trương Văn Hiến phải bỏ vào Nam để tránh những liên lụy không đáng có. Rồi ông ấy được một phú gia giúp đỡ, mở trường học cả văn lẫn võ. Có rất nhiều người đã cho con cái đến theo học. Thầy Hiến là người tuổi trẻ tài cao, giỏi cả văn lẫn võ. Các con hãy tôn sư trọng đạo, học hành chăm chỉ. Dạ, thưa cha. Thưa thầy, hôm nay tôi đưa ba đứa con trai trong nhà tới xin theo học thầy, mong được thầy chỉ bảo. Dạ, đây là con cả Nguyễn Nhạc. Đây là con thứ hai tên Nguyễn Huệ. Còn cậu út tên Nguyễn Lữ. Chẳng hay các cháu nhà ta đã từng được học hành gì chưa? Dạ, các cháu cũng được học hành từ nhỏ. Nhưng tôi muốn các cháu được giỏi giang hơn nữa. Nhà ông mang họ Nguyễn, chắc là người Kinh chuyển lên đây sinh sống lập nghiệp cùng với người Thượng phải không? Dạ đúng vậy. Nhà chúng tôi vốn họ Hồ ở Nghệ An. Trước đây ông tổ bốn đời dòng họ chúng tôi bị chúa Nguyễn bắt vào đàng trong cùng các tù nhân để khai hoang. Trải qua mấy đời lao động vất vả thì cũng có chút cơ người. Kìa thầy, thầy không chê chúng tôi xuất thân hèn mọn mà không nhận các cháu vào học đấy chứ? Sao ông lại nói như vậy? Tôi sẽ cố gắng chuyển hết những gì mình có cho các môn sinh. Đội ơn thầy. Tôi biết thầy từng chịu nhiều thăng trầm, cuộc đời cũng lại lăn lộn không ít. Việc ở cung đình thật là... Đúng là ở triều đình, tên quyền thần gian tham Trương Phúc Loan lộng hành hống hách, khiến cho tệ tham nhũng càng đè nặng lên đời sống người dân. Khi tới đây, tôi đã nhìn ra vùng đất này là nơi ngọa hổ, hy vọng sớm tìm ra người có thể tế thế an bang, khai cơ lập nghiệp. Hey,
các trò tiến bộ nhanh như vậy, quả không phụ lòng ta. Tất cả là nhờ có thầy chỉ dạy đấy ạ. Các trò rất có chất võ nghệ, tuy nhiên có võ mà không có văn thì thường hay cường bạo. Có văn mà không có võ thường nhu nhược. Văn võ phải nương nhau thì đạo làm người mới được giữ vững. Các trò phải cố gắng hơn nữa mới được. Vâng, thưa thầy. Thôi được, khuya lắm rồi, các trò đi nghỉ đi. Trương Văn Hiến. Thầy. Thầy, những kẻ đó là ai mà lại muốn hại thầy như vậy ạ? Chắc các trò đều biết ta vốn là môn khách của Trương Văn Hạnh phải không? Trương Văn Hạnh đại nhân là thầy của công tử Nguyễn Phúc Luân. Năm đó, chúa Nguyễn Phúc Khoát mất để di chiếu nhường ngôi cho công tử thứ hai là Nguyễn Phúc Luân. Tết quyền thần trong triều là Trương Phúc Loan. Vì muốn chuyên quyền nên đã bắt giam công tử và giết chết thầy học là Trương Văn Hạnh để đưa công tử Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi chúa. Khi ấy, các môn khách của Trương Văn Hạnh đại nhân đều bị Trương Phúc Loan truy đuổi. Ta may mắn trốn tới đây nhờ cứu sống Phú Gia Phan Nghĩa mà ta được ông ấy giúp mở trường dạy văn dạy võ cho tới ngày nay. Vậy bây giờ tình hình sao rồi ạ? Ta từng bị Trương Phúc Loan tru dập hăm diệt đến nỗi phải chạy trốn tới đây văn ôn võ luyện, đào tạo hào kiệt chống lại hắn. Nhưng ta qua bao đại nạn không chết, tên quyền thần gian tham như hắn sẽ phải chịu trừng phạt. Trương Phúc Loan, hắn lộng hành hống hách, bán quan, buôn ngục, tham của, trò đi khắp nơi bán trầu, đều nghe dân chúng ca thán về hắn. À, thì ra là như vậy. Bao năm qua, thầy dạy con rất nhiều. Văn thì hiểu binh thư đồ trận, võ thì học đủ thập bát ban. Nhưng ở ngoài kia, có nhiều việc con chưa được biết ạ. Việc đời phức tạp, còn nhiều điều các trò chưa thể hiểu đâu. Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, giờ các trò đã lớn, hãy ra ngoài tìm hiểu thế sự. Các trò mới biết được mình phải làm gì để có thể giúp dân giúp nước. Lữ ơi, nhanh lên, sắp đến lễ hội Đông Châu rồi. Cha bảo đi tìm anh Nhạc mà sao anh chỉ nghĩ đến đi xem Đông Châu thế? Mà anh Nhạc lạ thật, đi lên đây buôn trầu mà ở lại chơi hội đến 3 ngày 3 đêm. Thì anh ấy vốn làm rể của buôn làng mà. Người Ba Na chỉ tổ chức lễ hội này vào những dịp trọng đại nhất của năm thôi đấy. Đây là lễ hội biểu dương tinh thần thượng võ, ý chí chiến đấu và tài năng võ nghệ của người Ba Na. Anh cũng rất thích. Đợi em với. Người đông thế này làm sao tìm được đây? Đang chuẩn bị làm lễ tế trước lúc Đâm Châu đấy. Ơi giàng, giàng trời, giàng núi, giàng sông. Ơi ông bà tổ tiên, ơi các chiến binh. Hôm nay buôn làng tổ chức lễ Đâm Châu mừng chiến thắng để cảm ơn các giàng đã cho chúng ta cuộc sống bình an. Hãy phù hộ cho trai làng được mạnh cái tay, khỏe cái chân, đừng làm ai đau ốm, đừng có sự trả thù, ai cũng có cái ăn cái mặc. Ơi giàng. Ha!
Anh Nhạc, chị dâu, cha gọi mọi người về đấy. À, có phải đó là ba anh em nhà họ Nguyễn không? Đúng rồi, đúng là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ rồi. À, chú Hai Châu, chú Ba Thơm và thầy Tư Lữ đi hả? Lâu rồi không thấy mọi người. Chúng tôi mỗi người một nơi, đợt này mới về thăm nhà đây. Này anh, họ là ai vậy? Cậu mới lên vùng này phải không? Ừ. Chẳng trách không biết đến ba anh em nhà họ Nguyễn. Kia là cậu cả, tên là Nguyễn Nhạc, theo gia đình đi buôn trầu nên gọi là anh Hai Trầu. Còn kia là Nguyễn Huệ, còn có tên là Thơm nên mọi người gọi là chú Ba Thơm. Còn lại là Nguyễn Lữ, em út, dân gọi là thầy Tư Lữ vì cậu ấy hay chữa bệnh cho mọi người. Cả ấp Tây Sơn đây đều là do tổ tiên của họ góp phần khai phá xây dựng. Nó trở thành điểm buôn bán sầm uất giữa người Kinh và người Thượng như bây giờ, đều nhờ họ Nguyễn cả đấy. Ba người họ sống nghĩa khí và rất tốt bụng, ai cũng mến. Ồ, ra là như vậy. Thầy, chúng con về thăm thầy đây. Sao rồi? Vừa rồi các trò đi khắp nơi xem xét tình hình trong nước, các trò đã nhìn ra điều gì rồi? Thưa thầy, con đi khắp nơi chữa bệnh cho người dân nên quen biết với một số tộc trưởng người thiểu số. Họ rất bất bình và chán ghét triều đình. Còn con đi buôn trầu, đến các nơi đều thấy nông dân bị địa chủ cường hào lấn chiếm ruộng đất. Nhân dân đồng bằng phải nộp nhiều thứ thuế, nhân dân miền núi phải nộp lâm thổ sản. Cuộc sống nhân dân ngày càng khổ cực. Bây giờ, việc mua quan chức ngày càng phổ biến, quan lại hào cường kết thành bè cánh đàn áp bóc lột dân chúng thập tệ. Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, thuế sản và các mỏ vàng đều rơi vào tay hắn. Hàng năm hắn chỉ nộp lên ngân sách quốc gia 1-2 phần. Xưa kia, ta và các bằng hữu từng bị Trương Phúc Loan trù dập, hăm diệt, tới nỗi phải trốn tới đây. Cả trăm năm qua, đất nước phân chia thành đảng ngoài và đảng trong. Ta phải chứng kiến cuộc nội chiến giữa vua Lê, chúa Trịnh và chúa Nguyễn diễn ra không ngớt, mà đau lòng khôn xiết vì không làm được gì. Và thật may mắn, ta đã khám phá ra tài năng khác thường của anh em Tây Sơn các con. Ý thầy là... Đã đến lúc rồi. Các con là người của đất Tây Sơn. Tây Sơn khởi nghĩa sẽ lập nên sự nghiệp lớn, có thể phục hồi nền nhất thống. Con hiểu rồi. Chúng con sẽ dựng cờ khởi nghĩa trên đất Tây Sơn Thượng Đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh đổ tên quyền thần Trương Phúc Loan. Chúng ta dựng cờ khởi nghĩa ngay trên đất Tây Sơn Thượng Đạo, không sai đâu. Phía Tây tiếp giáp với Cao Nguyên, phía Đông thông qua với Tây Sơn Hạ Đạo, phía Nam có sông Ba, nối với đồng bằng Phú Yên. Đúng là một địa bàn chiến lược lợi hại, vừa có thể bí mật gây dựng lực lượng, vừa có thể tiến thoái cơ động, quả là rất thuận lợi. Giai đoạn đầu khởi nghĩa này, việc luyện quân rất quan trọng. Cậu Ba Thơm nữa, việc luyện quân vẫn ổn chứ? Em đang tìm cách cải cách các bài quyền, bài binh khí để truyền dạy cho ba quân. Bài độc lư thương do ba anh em ta sáng tạo đang được anh em luyện tập hăng say lắm. Thưa thủ lĩnh, có Nguyễn Thung đại nhân đến rồi ạ. Có phải là Nguyễn Thung Phú Nông ở thôn Thuận Nghĩa không? Đúng là ông ấy đấy. Nguyễn Thung tuy là một phú nông, song kinh sử đều thông thuộc, tính tình hào phóng nhân hậu, biết võ nghệ, lại kết giao với nhiều tay anh hùng. Chúng ta dựng cờ khởi nghĩa rất cần những người như Nguyễn Thung theo về. Nguyễn Thung huynh, tôi nghe nhân dân khắp vùng Thượng Đạo đều hết lòng ủng hộ anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa nên cũng tới giúp sức đây. Thật không ngờ, ngay từ khi phất cờ khởi nghĩa, ấp Tây Sơn lại có thể tập hợp được đông đảo các lực lượng bất bình với chú Nguyễn như vậy. Nay lại có cả Nguyễn Thung huynh về giúp sức nữa thì tốt quá rồi. Tây Sơn Thượng Đạo có một Nguyễn Nhạc cơ mưu, một Nguyễn Huệ thiện chiến, lại có một Nguyễn Lữ nhân hậu hiểu biết, nên đã lôi cuốn được rất nhiều thương nhân, thổ hào nữa đấy. Hôm nay Thung tôi tới đây cũng xin đem toàn bộ tài sản để ủng hộ nghĩa quân Tây Sơn. Toàn bộ tài sản? Đúng vậy, việc vận tải và tiếp tế quân lương cứ để đấy tôi lo liệu. Tôi thật cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của Nguyễn Thung huynh.
sao phải cảm ơn tôi chứ? Tất cả chúng ta chẳng phải là đều vì nghĩa mà tìm đến nhau làm việc lớn hay sao? À, phải rồi. Việc thuyết phục đồng bào người Thượng về với nghĩa quân ta, huynh lo tới đâu rồi? Việc trọng đại này đã có chú Lữ lo. Huynh cũng biết chỉ có tài thuyết phục của cậu ấy mới có thể giúp nghĩa quân xây dựng một mối quan hệ thật bền chặt giữa người Kinh và người Thượng. Vâng, mấy hôm nữa em sẽ lên núi xem bệnh cho người dân và xem xét tình hình xem sao. Hy vọng các sắc tộc miền Tây Sơn Thượng sẽ sớm theo về. Như vậy nghĩa quân ta có thể mở rộng hoạt động cả một vùng rộng lớn. Cha của tôi nói, người dân Ba Na ở vùng Thượng Đạo từ nay sẽ theo chàng giúp đỡ nghĩa quân đứng lên khởi nghĩa đấy. Thật sao? Cũng nhờ tôi phúc đức cưới được nàng, là con gái tộc trưởng Ba Na nên mới được giúp sức nhiều thế này. Tôi nợ nàng, nợ người dân Ba Na nhiều lắm. Bây giờ, quan trọng là chàng phải thuyết phục được tộc trưởng của các bộ tộc khác về với nghĩa quân. Tôi cũng đang nghĩ cách đây. Làm sao để tập hợp được tất cả bộ tộc thiểu số về dưới ngọn cờ của Tây Sơn? Thật khó lắm. Huynh, huynh, nhạc huynh, đệ về rồi đây. Sao? Chú vừa đi khắp các bản để thuyết phục các bộ tộc về với nghĩa quân. Tình hình có khả quan không? Họ vẫn chưa toàn tâm toàn ý tin theo chúng ta anh ạ. Cũng phải, việc đó không dễ gì. Nhưng lần này đi, em đã khám phá ra một chuyện có thể giúp chúng ta. Chuyện gì vậy? Trên vùng Thượng Đạo có lưu truyền một truyền thuyết rằng từ xa xưa, vua trời ban cho người hạ giới một thanh gươm thần tên là Prakhan. Thanh gươm có phép lạ khiến đời sống con người ấm no, yên vui. Người dân vùng Thượng Đạo có một niềm tin thiêng liêng dành cho thanh gươm này. Ai có được gươm, người đó ắt có được lòng dân Thượng Đạo. À, vậy thì ta có cách rồi. Thủ lĩnh, người xem kìa. Cái gì thế nhỉ? Trên đỉnh núi có gì phát sáng? Cái gì vậy? Có điểm gì từ trời đất chăng? Mau lên đó xem. Ồ, càng đi về phía hào quang, càng có hương thơm ngát. Gươm máu Prakhan, vua lửa đem ban cho người rút được, dẹp bỏ hung tàn. Vua lửa hiển linh, vua lửa hiển linh. Mọi người hãy cùng lên rút thử gươm ra khỏi vách đá. Ông Nguyễn Nhạc được vua lửa giao cho gươm thần Prakhan rồi. Dân làng chúng ta hãy theo về cùng Nguyễn Nhạc thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà huynh và chú Lữ đã có thể thu phục được hầu hết các làng bản của vùng Tây Sơn Thượng Đạo. Còn anh thì sao? Tình hình khắp nơi thế nào? Vùng Hạ Đạo sao rồi? Khỏi phải nói, nghĩa quân Tây Sơn cướp của người giàu, chia cho người nghèo, nên những người khốn cùng ai cũng theo về cả. Dù ban đầu họ coi chúng ta là giặc cướp cơ đấy. Dì nãy thả chết cho tôi. Tôi đói đến nỗi không chạy nổi nữa rồi. Không còn gì cho các ngài cướp nữa đâu ạ. Hãy lấy ăn đi. Bà con nghe đây, nghĩa quân Tây Sơn không phải là giặc cướp. Chúng tôi làm theo ý trời, muốn thi hành công lý, mang lại công bằng cho mọi người và giải thoát dân chúng khỏi ách tàn bạo. Mọi người hãy lại đây, nhận lấy lương thực đi. Tướng quân, xin hãy cho chúng tôi đi theo với. Theo chúng tôi, các người sẽ phải chịu khổ, phải mang tiếng giặc cướp đấy. Bao lâu nay chúng tôi chỉ siêu thuế khắc nghiệt,
bị bóc lột thậm tệ, còn gì khổ hơn nữa đâu. Các vị là cứu tinh của chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi theo. Nếu các ngài là giặc, thì là giặc nhân đức đối với người nghèo. Được, vậy thì bà con hãy theo chúng tôi. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không chỉ vậy, em cho quân tiến vào các nhà giàu trong vùng. Bây giờ chỉ cần nghe thanh thế nghĩa quân Tây Sơn là hầu hết bọn họ đều biếu dân chúng ít nhiều, nên nghĩa quân ta không gây tổn hại gì. Chỉ có một số ít những kẻ chống cự thì em cho các huynh đệ đoạt các đồ vật quý đem chia cho dân nghèo, chỉ giữ lại cho nghĩa quân một ít gạo và thực phẩm. Vì vậy mà nghĩa quân rất được lòng dân chúng. Tốt rồi, bây giờ nhân dân khắp nơi cùng theo về. Chúng ta phải mau chóng mở rộng lực lượng để gây thanh thế thôi. Hay lắm, nghĩa quân ta phải chiếm lấy các làng ấp, rồi tiến lên chiếm các huyện, đánh cho đối phương phải tan tác.